Động vật nuôi nhốt mình phải nhốt vào chứ, em đi xăm mà ai biết được. Cái này nó không giống như ở đây, trong cảng này, đây còn là những con lúc to, cảng. Ôi giời, động vật mình phải nuôi nhốt vào chứ, cái con can bao tiền? Anh nhà em thì nó dự tính 2 cân. 2 cân thì anh trả em 200 thôi nhá. Anh cho em 200 rưỡi. Thôi 200 thôi. 200 thôi, đây cũng không có tiền đâu. Cản cho các anh đường này cẩn thận lắm. Ôi sao lại cẩn thận? Mình anh... đi như này thì bây giờ bạn ngăn của bạn khác tự ra đường anh, chứ. Anh cứ tưởng là có một con người đi qua là anh đang xe thì phải đèn ạ. Mình đang đi như này anh sao mình biết được nó ở đấy? Em đi xe nhiều không biết. Đi xe chú mà có người dân anh phải thông cảm rồi. Đi từ từ rồi chẳng lẽ là anh khi như cái gì thì. Ôi, anh là khi như cái gì? Nhưng mà của anh này anh có đèn. Bạn buồn cười thật.